Cây rất là đẹp ha bà con. Cây này thì nó sẽ cao hơn tí xíu, cây này thì chắc nó tặng 4 tấc rưỡi á bà con. Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và hôm nay Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con về một loại cây giống trồng kinh tế rất là cao nha bà con, là cây măng cụt ha. Thì hôm nay Ly muốn chia sẻ cho quý bà con này ha. Cây măng cụt thì hôm nay đã quay thập rồi, thì đã xuất được rồi, thì Ly cũng muốn chia sẻ để cho cô chú anh chị nào mà thích trồng về cái cây giống măng cụt này thì chúng ta cũng có thể tham khảo nha bà con. Đây trước màn hình là lô măng cụt nha bà con. Lô măng cụt này thì nó cao tầm khoảng là 3 tấc nha, 3 tấc tới 4 tấc thôi. Nó đã quay thập hết rồi nè. Bà con nhìn thấy không ha? Nó đã quay thập hết rồi nè. Cây như vậy thì đủ tiêu chuẩn để xuất ra cho quý bà con chúng ta trồng, thì Ly cũng muốn chia sẻ nha bà con. Cây măng cụt thể loại bên trung tâm cây giống là cây hạt ha. Cây hạt thì chúng ta trồng trong vòng từ 5 năm bạn này mới ra trái nha bà con. Tuy nó hơi lâu cho trái một tí xíu nhưng chúng ta ăn rất là lâu năm ha. Tuổi thọ của bạn măng cụt này có thể lên tới 30 năm hoặc 40 năm nha. Giá trị kinh tế thì cũng rất là cao ha. Măng cụt này thì giá dao động từ 40.000 đến 80.000 trên 1 kg nha bà con. Ăn rất là ngon. Có cái tính chất là mát nha bà con, ăn không nóng ha. Nè, cây rất là đẹp ha bà con. Cây này thì nó sẽ cao hơn tí xíu, cây này thì chắc nó tặng 4 tấc rưỡi ha bà con. Còn những cái nhỏ như vậy thì bạn này nó tầm khoảng 3 tấc rưỡi thôi, 3 tấc tới 3 tấc rưỡi thôi ha bà con. Nguyên một cái lô măng cụt nè. Bạn này hôm nay thì đã đủ tuổi để rã rồi ha bà con, nên Ly cũng chia sẻ nha. Bên trung tâm cây giống thì làm số lượng cũng rất là nhiều ha. Cục thì cho trái theo mùa ha bà con. Ăn rất là ngon ha. Trong ruột thì có từ 3 múi tới 4 múi nha, có hạt ha bà con. Đây thì Ly sẽ đi một vòng để chia sẻ cho quý bà con nhiều hơn về cái cây măng cụt này nè. Đây, sẽ lấy ra một cây ha. Cây hạt ha bà con, bên trung tâm cây giống đều là cây nuôi lại hết ha. Cây nuôi nè. Cây rất là xinh ha bà con. Thể loại măng cụt thì rất là dễ trồng nha bà con. Chúng ta có thể là trồng những cái đất chuyển đổi từ ruộng lên, và chúng ta có thể là trồng đất đồi nè, đất vườn ha bà con, và những cái nơi mà nào mà hay bị ngập lụt á bà con, thì chúng ta có thể trồng được măng cụt này nha. Và cái vùng miền của quý bà con nào mà hay bị nhiễm mặn, hay bị phèn, thì chúng ta có thể trồng được cái cây măng cụt này luôn ha bà con. Những cái vùng đất mà quý bà con mà hay bị đất gò á, mà không thể trồng được những loại cây giống khác thì bà con có thể là trồng được cây măng cụt này nha. Tại vì thể loại măng cụt này rất là dễ trồng, rất là dễ chăm sóc luôn ha bà con. Chịu hạn mặn cũng rất là tốt ha. Nguyên lô măng cụt nè. Cũng có những cái loại măng cụt thì nó sẽ cao hơn nha bà con. Cái lô này thì Ly chia sẻ là nó từ tầm khoảng từ 3 tấc tới 4 tấc rưỡi thôi. Mà cây nào thì nó cũng đều có thập hết nha. Đủ tiêu chuẩn ra môi trường thì Ly mới giới thiệu cho quý bà con chúng ta tham khảo thôi. Rồi cái video này Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây măng cụt nha bà con. Bà con nào đã từng yêu mến kênh Trung tâm Cây Giống thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất từ bên Trung tâm Cây Giống up lên. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày. Ly cũng tiếp tục chia sẻ cho quý bà con về những loại cây giống mới và những kỹ thuật đi vườn nha bà con.